Xin chào tất cả các cháu đến kênh của bà Vân Vlog. Các cháu có chia sẻ cho bà nhé. Hôm nay bà lại bán hàng phong thủy. Ai chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ cho con nào vớ vẩn vào để chửi nhau. Hôm nay đang cô Zola đang ngồi không rảnh rỗi đây này, định chửi nhau đây. Trang điểm từ 1 giờ giờ mới được live stream ở nhà. Mới tiếng mới xong. Nhà chia sẻ giúp em nhá. Ai mua thì mua, không mua thì biến. Chào cả nhà nhé. Ăn đây cho tổ Hùng Vương. Em là Thúy Vân, đây là Thúy Kiều, cháu gái, à em gái em. Ôi mệt quá, say mẹ thuốc lào. Thế đi cúng, cúng nhanh quá. Cha chủ xin vãi lối vãi để ngồi. Chào cả 19 người đang xem nhá. Em chuyển nghề bán hàng, không chuyển không dầm làm nghề ý nữa, chuyển nghề bán hàng rồi. Cả nhà chia sẻ giúp em để cho hàng của em đắt khách ạ. Đấy, 20 chị em nhà em đây ạ. Hello anh Trang. Chia sẻ giúp em bán hàng phong thủy đấy. Cả nhà ơi, vòng phong thủy mua một cái vòng đẹp mê. Tôi phải đeo đã, quên chưa đeo cái nào. Đây, vòng phong thủy nhà chúng em đấy, đẹp mê ly luôn cả nhà. Xanh đỏ tím vàng lục lam tràm tím đủ loại màu, trắng đen nâu đỏ đỏ kiểu các kiểu màu luôn cả nhà. Chia sẻ như ối trời ơi, rồi cái gì vợ chồng bà Vân bán chị vợ đâu, vợ đi vắng. Vợ đi vắng nên bây giờ rảnh rỗi thế này chứ không ở nhà nó cắt cổ. Cả nhà chia sẻ giúp em đi ạ. Không ai mặc áo chip của vợ vào. Chào 42 43 người đang xem, chia sẻ giúp em đi ạ. Cô nào chồng bỏ chồng chê mua một cái vòng phong thủy của cô Vân thì chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai mua một cái vòng phong thủy thì tóc lại dài đến tận gót chân, con nhận được vòng rồi nhé. Ok chị Phùng Liên, xin cái vòng của em đeo vào thì chị tháng này đắc tài say lộc. Dăm ba bảy chồng. Hút chút thuốc lào để trừ tà đã, ám kể. Cả nhà chia sẻ giúp em vậy ạ. Chia sẻ giúp em vậy ạ. Ai không mua thì bấm chìa chấm cho em cái, chia sẻ vào các nhóm cho em cái mấy khi tình cảm có. Chấm đây, chia sẻ đây các cháu ơi. Ôi em mời em đây. Em lại chị Doãn Khắc Liên, tóc cô đẹp quá, tóc này vừa mới gảy like xong đấy. Chia sẻ giúp em đi cả nhà ơi, em khổ quá, đói khá đói kém quá. Cô Zola là cấm không có khách. Đói kém quá cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Tâm thì có, của thì không. Chia sẻ giúp em vào các nhóm với cả chấm cho em vài cái. Chào chị Ngọc Bích nhá. Chào chị Đinh Nga, cả nhà chia sẻ vòng phong thủy đây ạ. Vòng phong thủy đẹp mê ly, mê xe ly luôn. Ê, đổ ngã ghế, dọc cả ngu. Đây vòng phong thủy đây cả nhà. Đây em người mẫu bán vòng phong thủy đây cả nhà, chia sẻ giúp em vòng phong thủy, vòng tay, vòng đá các kiểu loại vòng. Chị tắm chị cám con này đứng lên, ngồi đứng ngồi không để bán hàng thế thì như phộng ấy. Bán hàng là đứng lên cả nhà chia sẻ giúp em ạ. Ngứa quá. Ôi giời ơi. Em gái cô xinh quá. Vâng em gái đấy, em gái đấy, cháu gái cô Vân xinh quá. Chào chị Thu Hiền này. Chào chị Hương Ba Ba này. Mẹ cũng đang xem. Chị Dung Hoàng Dung, chào chào anh Nguyễn Thành Nam này, chào Đỗ Yến này, chào Hà Trọng Đạo. Ôi, chia sẻ cho em chia sẻ mọi người ơi. Chia sẻ cho em ạ. Bán hàng phong thủy, đồ phong thủy các loại vòng, vòng tay, vòng chân đủ loại vòng luôn. Con kia đi ra không có ngại. Chia sẻ cho chúng em ạ. Nào nào quá giá cô trẻ cô mà. Cha Hiếu Anh Tuấn Linh ạ. Hát bán vòng chia sẻ đi ạ. Thế không xem được, cấm xem bói quậy hồn rồi. Giờ ơi, quậy hồn có Facebook, cả nhà chia sẻ tối quậy hồn có Facebook nhé cả nhà nhá. Chia sẻ giúp em ạ, vòng phong thủy thì trị giá 169k. Chia sẻ giúp em ạ. Đứng lên. Cho nhạc bốc bốc vào. Cho cái nhạc vào, nhạc sàn vào đâu. Okay, nhạc sàn ngay đây, nhảy đây là. Cả nhà chia sẻ giúp em ạ, vòng phong thủy 169k. Ai có mở số điện thoại và cho em ạ. Con Yến xem số điện thoại xong ghi vào đây nhá. Thì tên tín chủ vào cái. Đạch lễ bao nhiêu thì ghi vào. 169k một cái vòng phong thủy chị ạ. Chia sẻ cho em ạ. Mới bán được ít quá, em còn 200-300 cái nữa. Còn cả nhà chia sẻ cho em là đi lấy hàng mới rồi. Nhanh lên chia sẻ giúp em ạ. Vợ đi vắng cho nên là nay nhiệt tình đấy cả nhà ơi. Chia sẻ giúp em ạ. Thằng Hồng đây. Đây đây. Chia sẻ giúp em ạ. Điệu thì lưu vòng này.
Em ơi, làm anh buồn cười chết được. Chia sẻ giúp em vòng phong thủy các kiểu vòng luôn, vòng đẹp, vòng xấu đủ có. Nhưng em chỉ bán vòng đẹp, không bán vòng xấu đâu. Vòng của cô Vân mê ly luôn này, người mẫu Thanh Vân này, chân dài đến nách này. 1m1 này, cả nhà giới thiệu vòng phong thủy cả nhà và chia sẻ cho em nhá. Hoặc màu xanh, cho em cái vòng vàng hoặc màu xanh, số điện thoại này, trang tây này, chị Yến ghi vào. Trang tây này 0984 062 738. Vàng hoặc xanh nhá. Vàng hoặc xanh này. 738 vàng hoặc xanh. Vàng hoặc xanh, cứ ghi vàng hoặc xanh vào rồi tối gọi điện cho chị Trang Tây này, cả nhà chia sẻ giúp em với ạ. Tiếp cho chia sẻ. Tiếp đây. Nhanh lên là nhạc sàn lên nào các cô ơi. Khánh Khoa này, màu đỏ này. Và chào anh Ngô Văn An này, chào Thùy Dương này. Thùy Dương ơi, mua ủng hộ có Vân một cái vòng nào, đi lên anh em ơi. Hey. Đây. Hey. Chia sẻ bán vòng không thủy là cả nhà ơi. Một giải trí cách ly cả nhà, đây đang bị cách ly cả nhà, chia sẻ cho em vòng không thủy ạ. Đây người mong Thanh Vân chân dài mét mốt, chân dài 1m1. Cả nhà chia sẻ cho em là con này ăn gì sao nhấn. Cả nhà chia sẻ cho em là bán hàng chiều cho trước ăn gì ạ. Con màu đỏ, Khánh Khoa màu đỏ. Màu đỏ đây. Khánh Khoa màu đỏ là ok, Khánh Khoa đẹp trai nhá. Khoa Bằng Năng ơi, bán cả con luôn. Con to, con bé, con mẹ, còn con bán ngát đây, chân dài nó lách này, mặc dù còn nào cũng đẹp này. Cô Thị Dương thì em đây xin đẹp. Em đẹp lên này. Dương ơi, ai là báo cào bắt đè cổ là con này cấm cái nào bắt được luôn đấy. Hai con dở mẹ đang dở nó, con lâm thích chết không, bố tổ con Lâm kia thích chết không, con nào dở mẹ người ta sinh như gái Hàn Quốc này. Cả nhà chia sẻ cho em vòng phong thủy quá đẹp luôn cả nhà anh em ơi. Hay Đài Loan ship sang cả Đài Loan luôn, ok luôn. Gửi tin nhắn đây, gửi số điện thoại nào. Cô nào cũng xinh anh Hương ơi, mua vòng tặng em đây Hương ơi. Tuấn Minh ơi, gồm chữ quá ngầu luôn, để chia sẻ với em ạ. Ngọc điện chốn kim ô, khu xa vàng. Ngọc điện chốn kim ô, Ngô Thị Dương, cả nhà chia sẻ cho vòng bán cả quần luôn, nhanh lên chia sẻ cho em về, không mặc áo gì à, không mặc kim hoa đây, người mua vòng nè. Cả nhà chia sẻ mua vòng không thủy cho em nè. Lê Thành Đạt, hay cô Văn bán vòng theo con không, có bán vòng theo con, bán cân luôn, ok luôn. Xem bà Văn thôi, chia sẻ đi em đấy, chị Trung Hoàng xinh gái ơi, tôi báo công an cũng ai đâu, ok báo công an cũng ai đấy nào, để công an vào đây giết chết công an luôn này. Cô ở thành phố Lạng Sơn nhé, ok, ok Khánh Sơn ở thành phố Lạng Sơn, ok Khánh Sơn là chúng em sẽ lấy anh giá rẻ bất ngờ luôn, thực sự anh là quả vòng của em mê ly luôn này. Rồi cháu nó không phải đâu lo đâu. Không mặc áo ti. Lần xanh lắm quá nhiều hoa, cô đôi giàu
vòng phong thủy nào, 131 người đang xem và chia sẻ cho em vòng phong thủy ạ. Con mùa chú sang trả gái bán cho không? Cô Vân ơi, cưới đau hết cả bụng rồi, cậu ơi ạ. Mặc áo ti vào cô Vân này, áo ti vào nhưng mà ti là ti chất lượng xịn luôn, không phải ti giả. Hai cô quần ống nọ là không cầm mặc kia, mặc nhầm. Chào chị Ngọc Bích. Thúy Vân giả dạng, đúng rồi, Thúy Vân giả dạng, cả nhà chia sẻ với em ạ. Chia sẻ cho em màu đỏ với màu xanh, ok. Màu đỏ cái thứ ba là màu đỏ màu xanh này, hai màu này. Anh Thành Khoa đẹp trai, ok, Thành Khoa luôn nhá. Anh Thành Khoa mua vòng với em vào chắc chắn sắc tài sai lộc rồi. Chị Thành Đạt đó, chị Thành Đạt mua em cái. Mới chụp nhóm cái hát đi, ok, mới chụp nhóm thôi. Nhìn thấy chị Tấm, chị Cám xinh quá, ok. Văn phải ra là đường cho luôn. Đôi dê mic với chịu cơ, chuẩn luôn anh ạ, phải dê mic với chịu cơ. Chia sẻ giúp em đi, nhóm mua thì cứ xem không. Chia sẻ giúp em các nhóm, ai không mua sẽ bấm cho em cái chia sẻ cho em được, em yêu thương cả đời luôn. Chia sẻ giúp em đi, uống có hốc lên, hốc khỏe là Xuân Hà ơi, chia sẻ cho chị đi em ơi là ơi à. Ôi em chia sẻ cho chị Văn à, vòng Hà ơi là từ từ game này nhà hết cái bài này cái bời quá bời. Anh em ơi, chào đò đây, chào đò ra mít nào. Nếu không cần thì 12 này con hầu rồi. Ok Thành Khoa nhá. Hài quá đi mất. Vâng ạ, à, ok chia sẻ giúp em nha. Cậu mong hết dịch để cha mẹ ok. Đeo một cái vòng của cậu Vân xong rồi cô Dô Lan đẩy lùi. Chia sẻ giúp em đi nhá, chị Ngọc Diễm nào, chia sẻ giúp em Cấn Cường ơi, Cấn Cường chia sẻ giúp em nào, bán hàng vòng phong thủy ra, vòng tay, vòng chân, các loại vòng này, cô nào chồng bỏ, chồng chê, mua một cái vòng phong thủy, chồng mê cả đời, cô nào tóc ngắn ngang vai, mua một cái vòng phong thủy, tóc dài đến tận gót chân nhá, chào làm vụ nhá. Ôi ơi, cô Vân mẹ hơn người mẫu Thanh Hằng, chân dài mét mốt này cả nhà, mẹ đẹp mê ly luôn. Đây, hàng Việt Nam chất lượng cao, ngực Vũng Tàu thiết Cà Mau đây cả nhà. Ngực Vũng Tàu thiết Cà Mau đây, rất cực kỳ đẹp. Ok, làm bí thuật nào lên nhá, anh em ơi. Lên là lên là lên. Mệt quá. Mặt chung bảo ok, ok anh Dương, chào chồng người biết. Có đặt vòng anh Hiếu Hiếu ơi, đặt vòng ok, 166k một vòng đây. Em đặt chia sẻ ok Trang Tây, lên sung quá ok, đang sung quá rồi. Bắt đầu đi, để đưa vô. Bay bay cô, bay bay cô quan. Cả nhà chia sẻ giúp em vòng phong thủy, trị giá 169k, vòng cực kỳ đẹp luôn, mê ly luôn. Cả nhà chia sẻ giúp em đi à. Trước sau như một nhát mẹ được rồi, thì có gì đâu mà giảm nét. Súng được lên, ok, súng được ra. Lột đồ đây các bạn. Ai ngồi, nhà cứ xe này ạ. Nữa chứ. Tôi bé giờ nay mới được mua buổi muối nhặt tràn. Tôi mua hộp đồng chả bao giờ muối nhặt tràn bây giờ. Chào đò một bản đi, chào đò rồi là các cụ lại đi mất. Dì Quang Hà ơi chia sẻ giúp chị nhá, dì Quang Hà ơi, chào Hà Minh chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ cho em vòng phong thủy, vòng tay, vòng chân, các loại vòng trị giá 169k, cực kỳ rẻ luôn cả nhà. Cô vòng chia sẻ cho em trên 100 người là cô vẫn lột đồ nào. Chia sẻ nào.
đang trên ghế trông trọng trẹo như thế mà ngã xuống dập mu. Nhảy lột đồ, lai có mu. Lắc mặt lên. Chị Tấm có phạt nhạc rồi. Đấy. Hết pin này à? Chia sẻ cho em đi ạ. Hát trực tiếp à? Quay à? Chia sẻ cho em đi ạ. Cuối vừa tôi hỏi cả tí ok. Bán cho anh cái ok, anh phát kỷ lục ra, em bán cho anh 5 cái cũng luôn anh ơi. Lột đồ, chuẩn bị lột đồ đấy, cả nhà chia sẻ cho em để sang người đi lột đồ lên đây. Nhà vẫn có bính những người đấy ạ, một cái cánh cách ly ở đây tắt đi, một cái cánh thôi không ai ạ. Cục gì nổi đâu, mẹ hàng liếc. Con này đứng lên. 8 rồi, đứng lên. Đang đứng đứng luôn. Đứng hẳn lên ghế. Con này đứng sau, con đứng trước, con này đứng sau. Chia sẻ cho em ạ. Bán hàng là vòng tay vòng chân vòng tỉ nó đeo đầy đồ đầu người nó không biết à. Lột đồ ok. Chị ơi, chị mua cho em cái đi. Kỷ niệm em nào, chị hạt mưa xa ơi. Mua cho em cái này, chuyển thêm nhân viên. Ok, Minh Đức về, chị chuyển nhân viên nào. Chào anh Luân nhá. Chào Phong Nhật nhá. Chia sẻ cho em là bắn cho thuốc lào nào để lấy hơi nào. Anh một mình cay cay quá. Chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho em ạ. Không ai chơi sâm, người đây chơi sâm nhỉ. Ở đây. Ok anh. Vào đây, lắp đây, ok cả nhà đây, cho anh Kinh Tùng nào. Dạ, chia sẻ cho em ạ. Tâm đứng lên. Vâng. Vui vẻ quá, vui vẻ quá. Ok, thế chị mua cho em nào, có mở số điện thoại em là chị Hát Mơ Sa ơi. Rồi tặng vòng đê này. Mụ Lâm ơi, có mà tặng vòng cánh tay cho mụ ấy nhá. Thì dùng phụ nữ quá, chuẩn luôn, dùng phụ nữ, người dùng rốn. Ok, thì dùng hoàng, thì dùng rốn. Giờ chụp thành âm thanh ánh sáng cả nhà nhá, thông cảm cho em nhá. Chào chị Hà Trâm nhá. Vân Vân hát ồn. Nhảy tí nữa là hoạc cả ghế ra các bạn. Ghế sắp hoạc rồi, mua vòng phong thủy đi anh thê. Anh Thâm ơi anh ơi, mua tặng em vòng phong thủy nào. Mua vòng tặng anh đeo kính là cô Vân đeo kính nhá. Nhà chia sẻ chúng em vòng phong thủy thị giá 169k một phòng, rẻ cực kỳ, rẻ như con mèo. Nay em là mở hàng đấy cả nhà, nhưng nay mới mở hàng hôm qua là bán vui thôi, chưa bán nữa đây. Đây là bán mở hàng này. Đâu kinh nghiệm này đéo nhìn được chữ đâu. Đéo nhìn được chữ rào đâu. Giống thì màu quá. Ok, trang tay cái mảnh vào tột view đó, nhảy mạnh lên. Chia sẻ chúng em nào. Chia sẻ cho em đấy ạ. Đọc đi, đọc nhóm cho anh em bình luận đâu.
Ok chơi vào chơi ạ, cả nhà cậu mới chịu ok. Nhạc sàn mới chịu cơ. Đau vật quá. Được gì trước tấn đạn ơi, mua vòng cho chị là gì trước tấn đạn ơi. Mua vòng không thể giá 169k một vòng ấy, em bán hàng online cả nhà. Kinh tế khó khăn, hoàn cảnh gia đình vất vả là tận chân chuyên chia sẻ giúp đỡ em ạ. Tâm có của không. Mua một em tặng là 2 ạ. Chia sẻ với em mua một tặng 2 nào. Bắt đầu này, 50.000 cho người thứ nhất. 50.000 đâu? 50.000 cho người thứ nhất. Chia sẻ đây này, tặng qua đây. 50.000 này. 50.000 chia sẻ đầu tiên. Chẳng qua anh ơi. Ok em. Anh Lê, thêm lên anh mua vòng tặng em đi ạ. À. Dạo này xuống cân lắm. Đây này, trong người này như cắn cá khô này. Chia sẻ giúp em là vòng không thủy trị giá 169k một vòng ở nhà. Nãy em không bà già nữa, trẻ con đây này. Thơm hơn không cả nhà ơi. Mực Vũng Tàu đi Cà Mau cả nhà. Chia sẻ em người mẫu Thanh Vân là chân dài 1m1 đây cả nhà. Chân dài 1m1, trắng từ người trắng lên, từ chân trắng xuống. Không một cái sẹo nào, không hoa báo hoa hòe nào nhá. Xuân Hà đã chia sẻ, anh Hưng 100k lại còn mà cả em nữa cơ. 100k nữa không em có đi buồn được đâu mà. Em bán thì bán làm phúc thôi. Bán làm phúc thôi, bán với nhân duyên mà còn rơi kính rồi con ơi. Con ơi à. Đẹp quá, chào chị Hà Trân, mua cho em đây nào. Em tặng lên trên cá nhân và hội tất cả rồi. Ok, ok, chăng tay lên lấy 50.000 luôn, lên lấy 50 luôn. Cậu ơi tuyệt vời, chào anh chị Nguyễn Nhàn nhá. Lên luôn. Ok, 150 người xem cô Vân sẽ lột đồ. Ok, 150 người xem cô Vân lột đồ luôn. Vừa nãy 170 không lột đồ rồi, 150 lột đồ. Em được 10 người xem em lột. Đang muốn lột thì là xung quá ở nhà khán tiếng quá em ơi. Ôi em ơi, khán tiếng quá. Có tâm của họ đi. Chân này nấu giả cầy. Nhẹ chân này thì ra này. Nhà chia sẻ với em. Chào chị Khánh Cương ạ. Ok, mai lên lấy luôn. Chào Hoàng Đức, chia sẻ cho 169k một cái bảo hệ. Rẻ hơn mèo mà không mua em lấy. Các nhà cả nhà rẻ như mèo này không mua mà không mua. Con Tâm kéo anh mua. Máy con Tâm kéo anh mua kìa. Chưa bảo cả nhà phải thông cảm cho em nhé. Năm máy này chứ mà em đọc một lượt không kịp. Năm máy cơ. Lột ra chạy lớp kép, lột ra về không ra về hơn cả nước Hòa Phát. Anh Khải ơi, giới thiệu bạn bè đã chia sẻ và không nghỉ với em là anh Khải ơi. Anh chia sẻ bên Moscow 6 nhóm về xã. Nhóm rồi, ok anh Nam Bu, thân yêu. Làm chồng thây chồng xác này một dàn đây. Một dàn các cháu đây, các cháu đang chờ để nhận quà đây. Còn không có quà mà kịp nhận ở vòng tay đây. Mà các xe vào, các xe không có. Cô Lâm gửi cho chị một cái đây. Mồi nhạc đám ma đây, mồi nhạc đám ma đây. Mồi nhạc đám ma đây. Chào bà Vân. Này kéo không chuẩn ghế, ngại gặp mu của Vân ạ. Cấp này mu con này. Mu con này phải toan mốt, không bao giờ vỡ được. Chào chị Thanh Tú, chia sẻ cho em vòng tay phong thủy có 169k một cái. Em không chia sẻ. Vào xem không mà không chia sẻ hoặc là không mua thì thôi đấy. Không mua thì phải chia sẻ hộ người ta một cái. 102 rồi. Chị em với nhau với chia với nhờ được nhau cái lúc này. 102 rồi.
Ok, tôi có hai bộ rách, có mua không? Có, ok, gửi xuống đây cho chị luôn. Ủa, nóng quá. Chia sẻ giúp em, cả nhà đang mệt quá, cả nhà chia sẻ chị Huyền Linh ơi. Chia sẻ giúp em, người ta hiền lành, tử tế, chất phát này, mặt người ta có tâm, có đức này, không mua vòng của người ta là còn mua của ai nữa, em này thật. Nhiệt tình lên, tiên sư nhạc là mang. Nhạc là mang. Ok, cô bé Vân Lai xuống cái này á, cô đâu biết là nhà gì. Bố tổ mẹ đó chị nhỉ. Cái vòng này màu trắng là bao nhiêu? Cái vòng màu trắng là 169k. Bình giá như nhau. Tâm có của không lấy cái chai xịt tóc một đứa được rồi, ok. Phải mặt sao chiêng với lượng rồi, ok. Càng ngày càng tụt view, cả nhà chia sẻ cho em. Còn có 116 người xem đâu chị Vân ơi. Rồi em chú An ơi không hiểu. 169k chị Trung Hòa, thôi giờ quay về món chửi đây. Bán hàng đây, đắt khách bán hàng chạy, ok. Tuổi 93 hồng màu gì nào, ok là 93. Mình kim nào, đeo màu trắng nào. Đeo màu trắng là chị Thành Nguyễn ơi. Màu vàng cũng được ạ. Đeo vào đẹp mê ly luôn, cả nhà chia sẻ giúp em. Và phong thủy của em cực kỳ đẹp luôn ạ. 169k, mãi tô á, đi nào. Ở đấy, đang múa xung lẻ. Đang mệt quá rồi. Hả ơi, em đi ăn đi. Mua gì ăn rồi? Mấy giờ rồi? Chiều ăn gì? Giá thảo một canh không còn thịt được đâu. Giá thảo một canh. Chị Thanh Ngàn đã chia sẻ cho em mua vòng phong thủy ra. 64. Bà Vân ơi, chịu bà. Nhà mày thôi, nói thì tao mới nghe thấy, nói con nhà to mà tao mới nghe thấy. Con này đứng lên. Cả nhà chia sẻ vòng phong thủy cho em ạ. 86 người đang xem đâu hết cả bụng rồi, phải chia sẻ thì mới khỏi đau bụng. Lấy con kêu cái gai này hả? Cái kêu mua à? Bằng máy đi bằng nào? Vai em. Tớ tổ điện lên đây cả. 92 rồi. Không muốn cái bài này đâu. Chả là hay, cũng tăng. Anh Đồng Luân ơi, mua cái vòng không gì 169k một cái, anh Đồng Luân ơi. Cái vòng
Ok anh ơi, vòng nào em bán lại đây, người mẫu Thanh Vân đây này. Bán hàng online nhé, quả sau 169k một cái vòng phong thủy. Mang bê. Kéo sở đi nhắc lạnh cả bướm. Nậu ruột ok. Có rồi. Có bảo thôi, bảo rồi, bảo rồi. Chia sẻ giúp em đây 169k một cái này. Con này nó kinh này. Đâu không rồi. Trời Vân ok, chào Tình Đồng Lân mua cái. Đây anh ơi. T-O-M-O-O-R-R-O-D-B-N. Chia sẻ cho em lại đang dịch cô đô la không đi đâu được. Chị Huy Vết ơi, chia sẻ vòng phong thủy đấy ạ. Nhạc này khó. Cuối cùng cũng vậy thôi chứ em cười cười cũng rồi. Ok, cảm ơn anh Danh Việt ruột đất đất cả rồi bà vẫn là chị Lan Vũ. Em nói thật cả nhà chứ em là người ngược Vũng Tàu đi Cà Mau, khúc nào ra khúc ý ngược cũng tấn công mông hoàng phủ này, mông hơn cả tiêm sa la xe tiên trí xe sao lâu. Màu nâu kìa. Màu nâu màu vàng. Màu nâu màu vàng nhá. Quẩn lên em, quẩn lên đây, xinh ra đây. Người đẹp mà người đẹp. Đang đó nó lại xì xeo ai ai ai. Sao như thế? Cho bài nào bốc rồi. Cái cô đô thân ngàn đi. Bốc rồi. Cô đô thân ngàn gì? Cô đô thân ngàn thôi mấy. Vừa bật rồi. Dạ. Vân đều biết Vân đều biết nhảy à? Đều biết nhảy khó anh ạ. Không thấy vú đâu cả. Đây, vú đây. Anh Thái ơi, rồi em đi book nha. Anh Thái đẹp trai ơi, rồi em đi book anh Thái đẹp trai nha. Chia sẻ cho em vòng phong thủy cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Ôi bà, cháu yêu bà lắm. Đâu bà chẳng như mây. Cháu yêu bà, cho năm bàn tay. Thì giao dân có vòng nào tâm hồn, quý nhân không bà? Có ạ. Ok, tối gửi mẫu thôi nhá. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Cô Dương Hào có bán quần áo mang ở đây, cô Vân bán lốt cho nào.
chuyển cho mình một cái được không? Ok anh Hào Phạm, chị Hào Phạm ơi, gửi cho em số điện thoại nào. Có nó đẹp ý tôi. Vòng nào hợp mệnh thủy hai cô? Màu xanh, màu trắng. Màu xanh, màu trắng anh Diêm đăng viên Văn Hường ạ. Một thủy. Có màu cho em số điện thoại đi ạ. Vòng này nhảy đi em, tao này phải nhảy nhiệt tình luôn. Chào anh Đồng Luân ơi. Anh Đồng Luân đưa tôi cho em số điện thoại nhé, Đồng Luân nhá. Anh Đồng Luân để lại số điện thoại nhá. Cô Vân đúng căn ông Hoàng Bảy rồi. Đúng rồi, đúng căn ông Bảy rồi. Quảng áo vằn con áo đâu chúa kho, chặt thì thơm. Vòng đá mắt mèo hàng tổng hợp cả hai cô. Chuẩn luôn anh Đặng Văn Hường ạ. Mắt mèo nhá. Bên Nga xem nhiều phát ok, bên Nga phải chia sẻ cho bên Tây nhá, bên ta nhá. Chào anh Mạnh Cường, sinh ra đẹp trai nào. Bác cháu ơi. Bác cháu ơi. Ô bạn anh bên Nga xem nhiều phết hay em ô. Anh chia sẻ cho bên Nga rồi. Ông Bảnh không phải ông Bảy. Hay quá, gái hay trai. Em mà khăn quan. Chị Tam, chào các chị em nhé, chị Tam, chị Tam. Chào chị Tam Trường. Chia sẻ giúp em qua đồ phong thủy. Vòng phong thủy với em có 169k một cái thôi, mệt quá. Ai ở Nga điểm danh lên 5 con 1111111. Ai ở Nga chia sẻ giúp em nào, ở Nga chia sẻ giúp em ạ. Ai ở Nga chia sẻ giúp em với ạ. Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ, cảm ơn anh. Chào anh Cường ạ, cảm ơn anh Cường chia sẻ em và bác nhóm nhá, bác kiểu hội nhá. Cô này đồng bóng các kiểu loại nhá. Chia sẻ cho em với anh Lưu Nhật Linh ơi. Mua vòng phong thủy Trần Linh. Vòng phong thủy đi 169k một vòng phong thủy của em đây, rất cực kỳ đẹp ạ. Đá mắt hổ, mắt mèo nhé cả nhà nhá. Anh Cường Việt ơi, chia sẻ vòng phong thủy cho em ạ. Anh Cường Việt ơi, chia sẻ cho em với anh Cường Việt ơi.
Ly Cao Cao ơi, chia sẻ cho chị Ly Cao Cao ơi. Chia sẻ cho là vòng phong thủy này, chia sẻ đây. Ok anh Cường Việt đẹp trai, Trung Nghĩa ơi, chị chia sẻ cho chị đây. Có mắt hổ không em ơi, có mắt hổ đây anh ơi. Mắt hổ đây 169 ta đây anh ơi. Gửi số điện thoại em gửi ra nào. Chào Trang Bê nè, chào Mạnh Đức nào. Vòng em đã được chị chú được anh nhà nhá. Vậy chỉ cần đeo thôi. Em cũng đủ 49 ngày rồi, chào anh Mạnh Đức nè, chào Trang BB này. Cho anh cái nào? Cho thế nào được anh? Chia sẻ giúp em đi anh ơi. Ok anh nhá, ok anh nhá. Em tốt hơn anh nhá. Chào Phú Đông này, chia sẻ cho em Phú Đông ơi. Phú chia sẻ vòng phong thủy này. Cho anh một cái vòng màu đen nhé. Vân Thành Nguyễn. Số người quen biết em lấy anh 200 nhá. Tức là mua hai cái nó ok anh nhá. Là có chuyện nó gần điện. Chia sẻ đi cả nhà, chia sẻ vòng phong thủy của em ạ. Ok luôn. Tâm ơi, lấy máy mày bỏ. Lấy máy cho cả nhắn tin. Đấy là con đang là chị hết pin. Chia sẻ cho em cả nhà chào Trần Thúy này, chia sẻ cho em vòng phong thủy đấy ạ. Con hơi muốn làm với Việt xem ạ. Anh em bạn bè bên Nga còn tớ biết vào đây mua vòng phong thủy được không? Dạo này lại bán hàng anh Nhân Pháp ạ. Thôi, dạo này lại đang bán hàng khổ quá. Cô Zola nó cho nên là bán hàng. Chào anh Nam Vũ này, chào anh An Pháp này, anh An Pháp đẹp trai nhá. Đó anh. Đó chứ. Diệu Tú Anh ơi, chia sẻ cho chị đi Diệu Tú Anh ơi. Chia sẻ cho chị vòng phong thủy đi nào. Bao nhiêu người xem rồi? Đây đây hiện ra đây là 69. Hôm nay 308, 169 lượt chia sẻ. Chia sẻ cho một em 169k thôi ạ. Cả nhà mà không chia sẻ thì em còn gì. Chào Quang Tiến này, chia sẻ cho anh là Giác Hạnh này. Giác Hạnh này, con chào thầy Giác Hạnh này. Chào Phạm Duy Long này. Chào Nguyễn Thị Trang này, con lại mẹ. Mẹ chia sẻ cho con đi mẹ ơi. Chia sẻ cho em con vòng phong thủy trị giá 169k một vòng. Chào anh Cường Nguyễn này. Anh Cường Nguyễn chia sẻ cho em Vân đi ạ, 169k một vòng, hai chị em bắn vòng để kiếm tiền cho qua mùa dịch đây. Chia sẻ bật lửa đâu? Ở đây. Chia sẻ cho em ạ, đốt vía, đốt vía, đốt vía. Vía lành thì ở phía dưới có thể đi ăn đi là Phật vía dành thì cái gì vậy? Con bán vòng phong thủy 169k một vòng, con đã chỉ chú cực kỳ đẹp luôn, vòng đá luôn cả nhà nhá. Vòng đá nhá, nhớ là vòng đá như đờ a đa sắc đá nhá cả nhà nhá, chia sẻ cho em ạ. Mắt mèo, mắt hổ, mắt trâu, mắt bò, mắt gì cũng có ở nhà nhá. Cả nhà chia sẻ cho em tối nay em mặc vest livestream rồi với máu. Tụt rồi cả nhà, kéo cho em lên cái. Tụt cho em cái, à kéo cho em lên cái. Chào bé Mụn nào. Kéo lên cho em nào, kéo lên người xem nào. Đang 200-300 người tụt thế. Em Vân chia sẻ lên 100 người xem này. Em Vân lột đồ này nhanh lên cả nhà ơi. Lộ có viết clip em Vân 16 tuổi là 2 tiếng là cả nhà ơi. Chia sẻ nào. Đấy,
Chào anh Di Hà, chào bé Moon là chia sẻ giúp cô Vân nào. Chia sẻ giúp em là vòng phong thủy trị giá 169k một vòng nè. 169k một vòng phong thủy cả nhà chia sẻ cho em nhé. Tuần qua này có 200-300 cái em bán mãi không hết, cả nhà chia sẻ cho em cố bán để kiếm tiền qua mùa dịch này nhá. Mới 3 hôm đầu livestream này em chỉ bán công đức không lấy tiền công gì cả. Chỉ bán công đức thôi, nó nói công đức nhá cả nhà nhá, chỉ bán công đức cho cả nhà và chia sẻ cho em. Chào chị Bùi Luận, chào chị Hương Giang, chào anh Trí Đức, chia sẻ cho em, mỗi người bấm xem một cái chia sẻ nào để đông người sang xem, là tăng view lên cho em, là đang 200-300 người sao tụt thấy 80 người đang xem rồi, cả nhà chia sẻ cho em ạ. Lên nhanh lên ạ, lên nhanh lên ạ. Cậu bán hàng mà như biểu diễn thời trang, em dạo này kinh tế khó khăn, quần áo không có nên mặc của mẹ đây này, mưa gió ướt đầm ướt đìa này. Chào chị Nguyễn Bảo nào, chào Lê Huyền nào, chia sẻ giúp em ạ. Chào chị Đàm Hải là chia sẻ giúp em vòng phong thủy trị giá 169k. Đeo một cái vòng phong thủy cô nào chồng bỏ chồng chê, mua một cái vòng phong thủy chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai, mua một cái vòng phong thủy tóc dài đến tận gót chân. Cả nhà chia sẻ giúp em vòng phong thủy của em cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Vòng bằng đá, chào anh Hưng Bùi này, chào Ngô Bảo Trâm này, chào chị Linh Nguyễn này. Chia sẻ giúp em, mỗi người chia sẻ cho em một lưu, một bấm thôi ạ. Dạo này là ốm quá mồm bé cả nhà, không em mà chửi nhau thì to nữa cơ. Đẹp quá, ok chị Lụa này, vòng phong thủy trị giá 169k một vòng này, đeo vào lộc tài, tài lộc và thu hút được cả nhà. Lộc âm, lộc dương, lộc dường, lộc chiếu, đủ các loại lộc nào, cô nào chồng bỏ chồng chê mà mua một cái vòng phong thủy lấy phát 5 chồng liền cả nhà. Nhà thầy quyết một vòng đi em Hoàng Đông vận động. Ok anh Quyết ơi, anh Quyết chia sẻ cho em mà ghi cho em bình luận cho em số điện thoại là anh Trần Quyết ơi, thầy Trần Quyết ơi. Ngô Bảo Trâm chia sẻ 3 lần, chào cảm ơn Độ Yến này, nói sợ quá không mỏi mồm tại vì là nay ốm không nói được mới đấy, còn nếu mà không ốm thì còn nói được nữa đấy. Cả nhà chia sẻ giúp em, cô Vân nhẹ, cô Vân bán hàng phong thủy khổ quá, không biết bán hàng, mồm thì ít mồm, nói thì nói bé, không nói được to. Chị đeo màu gì vậy? Chị Lụa sinh năm 1984, 37 tuổi. Giá tí mệnh hoàng kim. Mệnh kim mà đeo màu trắng cực kỳ đẹp, mà trắng tinh khiết, trắng tinh khôi luôn cả nhà. Cả nhà chờ em tí em chia sẻ tiếp và nói tiếp nhá. Chia sẻ rồi nhé, 500k đi. Ok Xuân Hà, 500k là 500k cho Xuân Hà nhá. Dì Quân nó chia sẻ cho chị, dì Quân ơi. Số điện thoại, chị Yến ơi, số điện thoại kìa. Yến ghi số điện thoại của Trần Quyết nào. Của anh Trần Quyết này, 0979 này, 629 này, 885 này, em Hoàng Văn Đồng Đền. Ôi ok anh Trần Quyết đẹp trai, yêu anh nhất Facebook hôm nay luôn. Mệnh thổ đây anh ơi. Mệnh thổ màu gì đấy, mệnh thổ màu đỏ đây, cực kỳ đẹp này, đỏ này. Đỏ là cực kỳ đẹp này, cả nhà chia sẻ cho em này. Em sẽ show cho các chị các kiểu loại màu vào đây này, vòng của em sẽ mua bán cho các chị, em sẽ show này này. Cứ gậy rồi thì gọi điện sau. Nhà em mệnh thổ, ok. Chị Nguyễn Lanh ơi, mua cho em một cái đi ạ. Nói nhanh thế bố anh nghe được, nói nhẹ nhàng từ tốn của cậu Cường, như cậu Cường rồi. Lại con đi không bán được hàng, con này bán được hàng thôi nhá. Nhìn đẹp quá em ơi, chào anh Phạm Dân, chia sẻ cho em với ạ. Chị ơi mặc nhầm quần áo của vợ, mặc quần áo của mẹ vợ chứ không phải của vợ luôn cả nhà. Em tưởng miễn phí thì có chết đi em mẹ, chân răng rồi gấp tút rồi này, lại răng rồi gãy mẹ gần hết rồi. Tặng cho anh một cái đấy anh Cường ơi, anh phải lên trên em tặng cho anh một cái luôn, anh muốn tặng gì em tặng luôn. Em có cái quần này anh có lấy không, em tặng anh nhá. Anh lên em tặng anh cái quần nhá. Anh Mận Mộc, anh Dân Mận Mộc ạ. Mộc. Anh ơi màu cực kỳ đẹp đấy anh Dân ạ. Các kiểu màu luôn cực kỳ đẹp. Màu xanh biển xanh Mộc đây anh ơi. Đây đây anh ơi. Mận Mộc anh ơi, thầy nghỉ tí đã mệt quá. Anh Dân ơi, anh Dân ơi, anh mua cho em cái, em cắn rơm cắn cỏ em lại, anh mua cho em cái anh Dân ơi. Anh Cường anh lên anh mua cho em cái. Anh chị Di Linh ơi mua cho em cái nào. Đang dịch thế này mà đi theo tặng đi theo chống virus. Mua cho em một cái vòng phong thủy chống được virus luôn. Chào Trần Thủy là mua cho chị một cái nào. Chào Phan Trung Đức nào. Chào Ngô Bảo Chấp này, mua một cái đi, vòng phong thủy chống virus luôn. Chống Corona luôn, cả nhà chia sẻ giúp em một cái. Anh Dân ơi, màu xanh lục đây anh Dân ơi. Màu này cực kỳ màu lắm, nhiều lắm. Nhiều màu lắm, đây màu xanh này. Đeo vào tay sáng loáng đây. Em vẫn đeo cho anh thử một cái nhá. Em vẫn đeo cho anh thử một cái màu xanh lục nhá. Tay này, tay em dùi đục và tay không được búp măng như anh Dân đâu. Nếu mà anh Dân đeo vào còn đẹp hơn tay anh em Vân nhiều. Em Vân tay xấu thế này mà đeo vào còn mê ly luôn, sáng hơn cả mặt thế này là cả nhà. Chia sẻ với em miễn phí cho thấy một vòng đi đồng thầy Hoàng Vân ơi. Anh Trần Quyết ơi, miễn phí cho thầy một vòng. Anh Trần Quyết thích màu gì nào để chia sẻ tặng anh Trần Quyết một màu nữa nào. Chào Thùy Linh nè. Không dịch anh lên luôn, màu gì hợp. Anh Cường ơi, anh lên luôn, em cho anh cả quần luôn anh Cường ơi.
Chào Vũ Tú này, cả nhà chia sẻ giúp em với ạ, chia sẻ cho em với ạ. Kinh tế khó khăn, phải bán hàng để kiếm sống qua ngày, cả nhà phải chia sẻ cho em với, bấm theo dõi cho em, chia sẻ với nhiều cộng đồng mạng. Chia sẻ cho em vòng phong thủy của em có 169k. Chào anh Lâm nhé, vòng phong thủy 169k một cái vòng. Ok, còn hoa quần gì cũng có, sẽ lên cốc xê đủ loại màu luôn. Cho anh màu đen, ok, màu đen luôn ạ. Mặt hổ đen này đẹp nhanh nhá. Gái đây, bỏ kính ra mới nhìn rõ được. Ok, bỏ kính ra để nhìn rõ được làm. Nhưng mà em xinh quá, sợ bỏ ra cả nhà lại chạy mất. Kiếm ăn ác quá, khổ quá, kinh tế khó khăn mà. Chào Nguyễn Trang nhé. Hết lộc gọi hồn rồi Trang bán hàng. Tối nay gọi hồn qua mạng, cả nhà chia sẻ giúp em để tối xem gọi hồn qua Facebook nhá. Chia sẻ giúp em đấy ạ. Khách đến, khách đến. Đóng cửa không có được vào nữa, lại chửi cho. Chào Đức Phạm nhá. Phải không? Tiếng xe mà. Chia sẻ giúp em với 59 người đang xem. Chia sẻ cho em một cái xem nào. Chào chị Nguyễn Linh nào. Chị Linh ơi, chia sẻ cho em một cái nào. Chia sẻ cho em một cái vòng phong thủy của em có 169k. Một cái đẹp mê ly hú hồn luôn. Em cắn rơm cắn cỏ em lại anh đi qua lại bà đi lại mua cho em một cái vòng phong thủy là. Chào ok anh Nguyễn Dân màu đen, em sẽ chia sẻ cho anh Nguyễn Dân màu đen luôn. Anh Nguyễn Lân ơi, riêng vòng của em Vân thì anh Luân đeo màu lao cũng đẹp luôn, màu lao cũng hợp luôn. Tại vì cơ bản là phải người đẹp. Chẳng hạn như xấu như em Vân đây đeo vòng lao cũng xấu. Em Vân đeo vòng lao cũng xấu, cho anh Luân là đẹp dai như Hàn Quốc, cái này thì vòng lao cũng đẹp. Chào anh Lâm Thế Phong nào. Hết bầu húc rồi. Cô chuyển cho uống sữa. Chán thật Nguyễn Sang ơi, gái chả là gái chay là chay. Chán đi, chán á. Thực sự này, con này đứng đắn làm ăn, đứng đắn chân chuyên bán hàng chân chính nhá, không phải nằm ướt như đây bán hàng nhá, bán hàng chân chính nhá. Ai có tâm thì vào mua, không mời không chào. Cậu hòa mất bán hàng vậy, cả nhà vào mua hàng nào. Nên bảo chán cái nỗi gì, mẹ người ta đứng đắn chân chuyên, người ta làm ơn làm phúc, có bao giờ người ta lấy của ai cái gì đâu. Vòng người ta bán 250 đây, bán có 169k một cái, bảo người ta chán cái gì. Người ta đứng đắn cử chỉ chân chuyên, khúc nào ra khúc ấy nhá. Một con nào chơi con này thì con này có lấy được vợ nhá. Mẹ lên cơn động tiết để chửi nhau giờ. Nay con này còn lành đấy. Chào anh Hầu Đầu Cổ nha. Chào chị Hoàng Mai này. Chia sẻ cho em với ạ. Vòng của em thì mê ly cực kỳ luôn. Vòng không thể chê nổi. Đeo vào sáng loáng cả người luôn. Mẹ đeo cái vòng không chỉ có 169k, hơn cả vàng Tây, vàng Ý, hơn cả 4 số 9 luôn. Chào Lương Thúy Quỳnh nhá. Chào dì Lương Thúy Quỳnh nhá. Thầy nói chuyện duyên quê. Cảm ơn anh Minh Thức ạ. Cảm ơn Minh Thức, anh chị Minh Thức ạ. Minh Trúc, cảm ơn chị Minh Trúc là chúc chị Minh Trúc buổi chiều ăn lạc hạnh phúc này. Cả nhà chia sẻ giúp em cái. Em bán hàng cực kỳ có tâm. Ai mua thì mua, ai bán thì bán, ai không xem thì mời ra. Ai xem mà yêu thương không mua được thì chia sẻ cho em một like. Hay vào xem để nói chuyện tâm sự với em Vân. Chứ có thế nào đâu mà phải vào bình luận lọ chai. Lên con động háng lại để chửi cho giờ. Hôm nào bán anh ít đồ cổ nhé. Ok anh Hồ Đồng Cổ, anh mang vào em bán cho tối nay luôn. Chào chị Hương Hằng này, mẹ thế. Mẹ thề luôn, nhất thế giới. Dì Lương Huy Quỳnh ơi, dì chia sẻ cho chị cái đi. Ôi ôi, thực sự là từ hôm qua nay ốm đau không bán được hàng à. Cơm không có mà ăn. Anh ơi phải uống nhiều sữa. Nhìn cũng buồn cười. Em đóng hài được, em có đóng gì đâu. Vượng Dâu cũng mời lên để đóng hài đi, người chưa đi được. Cấp 1 cho em. Cấp đại lý cấp 1 cho em, ok anh ơi. Em bán cho anh luôn. Lì dì Lương Phế Quỳnh như chạo đầy là kinh tế khó khăn. Cô Zola nó cấm cả nước. Ok anh vào chơi nhá anh Bảy nhá. Cô Zola nó cấm cả nước. Cho nên ở nhà chỉ bán hàng thôi, không gọi hồn được nữa. Còn ai có tâm thì cứ đặt lẽ cô gọi hồn qua Facebook nhá. Không chị. Không ý chị quý em mà. Không ý chị quý em mà. Em hiểu nhưng mà em đang muốn chửi nhau. Thế để cho nó vui chứ không phải là ai bảo thế nào. Em đang muốn chửi nhau. Thực sự là hôm nay ngồi từ nãy đến giờ đang muốn chửi nhau. Thế nên là nói để cho nó vui thôi. Có thằng Phan Trung Đức vào xem à? Ờ. Đâu nó đâu rồi? Gửi vòng cho em chưa? Ok Nguyễn Hà ơi, chị gửi. Chị gửi cho chị số điện thoại đây. Cô đầy nặng nghiệp anh một Đỗ Mạnh Duy à? Này thấy thằng Phan Trung Đức. Anh xa quá, trận Hà Nội em ở sân bay đây.
chùa thầy đây, Xuân Mai văng nước tiếng đồn có cô Vân đói vác ấy đi chơi này, không không biết là anh. Em hài thước thế chị, thế cho vui đấy, chuẩn luôn chị ạ. Không có cơm về Hà Nội với anh, không có cơm về Hà Nội với anh. Về cứ về Hà Nội, về trên Xuân Mai em lúc nào cũng có cơm, chia sẻ 10 nhóm rồi má ơi. Ok gì Lương Thúy Quỳnh xinh gái nhất hội đồng bóng luôn. Thực sự là gì lên 87 lần gì hầu lắm. Lúc nào vào xem suốt thôi. Chào anh Đăng Hiếu này, tranh thủ tụ tập đông người cậu ơi. Chị Thanh Nhàn ơi, nhà em lúc nào cũng đông người. Tại vì thế này này, bạn bè toàn người nhà, nhà mẹ đẻ 9 chị em gái cơ. Một mình là cậu con trai thứ 10, cho nên là 19 chị gái, cho nên là 10 người, nhà cũng nào phải 10 người giật ngược. Em ở Xuân Mai vậy, ở đâu Xuân Mai, em đúng cố thổ luôn, phố gái luôn. Sơ Chiêng này bảo quên Sơ Chiêng. Em vẫn có bộ tóc xinh này. Lê Bắc Ninh, cô Vân có bộ tóc xinh quá. Ôi dồi ôi, cảm ơn chị, em chia sẻ cho em này, em ca một câu Bắc Ninh cho anh Lê Bắc Ninh xem nhá. Anh Lê ở Bắc Ninh xem, nghe em có một câu quan họ nhá. Chim khôn đậu nóc trùng bò, sau đây là điệu hò của cô Vân. Cả nhà chia sẻ bấm like cho em chia sẻ nhá. 101 người xem rồi cả nhà ơi. Ôi lại. Ngồi rằng là ngồi tưới có mấy màn ơi thuyền là ngồi tưới có màn thuyền ấy mấy đêm là đêm hôm qua ngồi rằng là ngồi tưới có mấy màn ơi thuyền là ngồi tựa có màn thuyền. Mệt quá không hát nổi, khoan lại mình nghỉ và hát bài khác. Chào anh Đỗ Mạnh Duy nhé, cảm ơn anh nhé. Chào chị Hà Quát này, chào chị ông cụ, chào cậu ông cụ Non này, chào anh Thiên Phúc Tâm nào, chào gái Hường nhá. Ca hay quá em ơi, cảm ơn anh Lê Bắc Ninh. Anh Lê Bắc Ninh em sẽ tặng anh một bản khác quan họ Bắc Ninh luôn nhá. Áo bà này cắm quần bà kia cậu mà mặc nhầm. Vội quá. Chào anh Trần Nam này, chào cậu Vân, ok. Hường ơi lên đây chơi đi, tối này để tụ tập đông người để bắt đi đây. Mỗi ngày nhà nước chu cấp 80.000 cho đỡ phải tốn tiền thức ăn đi. Cái gì? Ôi em ơi, em thương chị quá. Chị cho em tay ta chữa mà em thương chị nhất trên đời. Chị ơi. Hốc đi, hốc đi. Hốc. Nhất nhất gửi, nhá. Gửi về quan họ đi cậu, bến Thượng Hải. Anh chưa đến làng quán họ chọn tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa tới dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh trắng lòng lánh dài quá. lòng lách dài quá đâu có đâu, trắng tinh luôn, vừa 4.000 rổ này. Cậu Vân còn gặp khách ngoài không, cậu có tránh gì không? Em mà không, không không được xem đâu, đảng viên mê tín nó bắt chết, không ai xem bói. Vậy hồn đang hát dở nó lại bình luận vào lại quên mẹ nó bảy. Chào anh Dung Lốp nha. Chào anh Dung Lốp nhá. Chào đúng quê chị đấy em ơi, chị Lê Bắc Linh, tại em thấy chị bảo Lê Bắc Linh nên em phải hát Bắc Linh đấy chứ. Em sẽ hát tặng bà anh chị bảy bàn khác nhá. Vào chùa nhé cả nhà nhé. Con ở gần cạnh chúa Nguyệt Hồ, cậu hát tặng chúng con bài nào? Ok chị Nguyễn Nhàn. Vào chùa ngõ cửa cửa chùa ra xa em vào, đôi người đàn là đôi em ly em hát na bờ sông tình bờ linh tình 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 á sông tình 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 hỡi linh tình ơi chùa là em đi vào chùa. Cậu nói không biết câu nào thật, câu nào đùa, khổ câu nào chả thật. Người ta thật thà đứng đắn này, bảo người ta đùa, người ta đứng đắn chân chuyên lên này. Quỷ sứ kìa, chào chị. Chào dì Dương Gia Huy này, chào chị Yến Sôi này. Chia sẻ giúp chị đi mỗi nhời mỗi giấm này. Dân ca xứ Nghệ, chị ơi em là xứ Nghệ thì em ung thư mắt không có chơi mà hát hả? Ôi chị Vi ơi, chị Vi ơi, chị bỏ em. Khi vừa tấn nhân vai mà chúng em thương chỉ nhất trên đời vì ôi em mong cho cây cả lắm mà cành mong cho đông chỉ nhiều anh để nhờ chỉ ly ơi chỉ vi ơi
Ôi chị Vy ơi, hôm qua con thấp thoáng cây sung mà hôm nay con cháu tập trung đầy nhà Vy ơi, Vy ơi. Mệt quá. Hôm nay đi lắm giảm lượng đấy. Là em đi vào chuồng, ok mình con. Cậu ở đâu vậy? Em ở Xuân Mai. Xuân Mai vang lớp tiếng đồn có cô Văn Bói bác ấy đi chơi. Cái cầu xưa là em đi vào chùa. Cô xinh quá, gửi vòng cho chị chưa? Chị Ngô Thanh ơi, gái nhà em là ship rồi, nó chưa đến tận nơi đấy chị ạ. Chị phải thông cảm, đang dịch như này nó phải chậm hơn. Đang dịch nó phải chậm hơn một tí. Chào chị Đinh Ngô Xuân. Chào 82 người đang xem, chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em đấy. Cái gì cũng có cái gì này quá. Ôi dồi ôi. Một ngày thay ba thì phát. Khiếp quá. Cậu khóc tiếp đi hay quá. Hồi ai em khóc nữa. Có bố mổ con đi đến xôi. Mượn quần áo của bà chúa kho chuẩn luôn đi ạ. Quần áo mua không mượn xa lít đấy, cốc xê đấy. Này quên đấy. Chúa kho ướt hết không có quần áo mặc cho nên thầy ấy. Chuyến mơ ngồi đông xanh. Giới thiệu với cả nhà, Ly Kiều Cào này là Facebook cũ là của người yêu em, yêu năm lớp 4. À cái Ly đấy hả? Lên đây chơi đây Ly ơi. Cách Ly mở ở nhà làm gì? Nhà ngắm bà Tuân à? Ngày xưa nó yêu mình thắm thiết, mình chả yêu nó. Cố gắng quá mình chả yêu đấy. Chào chị Thành Tâm này, chào anh Nguyễn Viết Thọ này. Cậu tặng con bài. Ok chị Nguyễn Nhàn nhé, em tặng bài cô đôi thượng ngàn nhé, cô đôi thượng đồng. À cô thượng ngàn, quên nhầm. Ngọc Điền trốn kim môn cô ra vào. Ngọc Điền trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong nghe trong cung. Hú đi. Sinh thay một na thu trên ngàn bầu trời cảnh Phật ni. Phong nghi quang bốn mùa trên bát ngát nghi trăm mà hoa đùa nở dưới cành bẫy cầm mà thú đùa chơi ơi à ơi à. Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thanh hoa thơm cành lá ấy. Mấy màu ấm êm nhìn cảnh vật nè, rừng xim áo cá chứ đồn bằng giang nè, măng nghe nước măng tre các bàn tiến đùng đình ra về. Mệt quá. Bài sai thì mệt quá. Chả con ra xem con thì xịp trắng, không phải xịp trắng, quần đùi trắng đây, tình hình là đây. Chào chị Nam B nhé. Dạ. Bài sai đố chiều lục cung, nàng ngân nàng ái vốn dòng sơn trang, tính nghi cô hay mang trúc mang giang. Thiều quang sáng tỏ lưng trời, một màu xâm sắc tốt tươi rườm rà, trên đi ngàn xanh lắm quả nhiều. Rào gót vào ra sớm chiều, chiếc ni hủi mậy lặng chiếu lưng đèo. Hủi mậy nặng chiếu lưng đèo, gót trên hai rào mi miều xinh tươi, còn ni dọc bằng túi tóc ở bên người. Rào bằng túi tóc ở bên người, lên rừng hái quà nói cười liều. Tam quýt ngàn dừa mệt quá. Mệt quá. Chửi nhau đi con Vân Hâm này. Ai? Chị Nam B, em sang tai đánh tiếng các chị nghe nhá. Chị phải chia sẻ chị em một cái, không rồi chị phải về đây để xin lộc.
Không, chị mà cứ bình luận trên Facebook này thì em không biết chị là ai đâu. Chị phải về em xin lộc cái để em biết, biết đâu em lại tặng cho chị cái vòng. Vòng của em 169.000 một cái, gọi là 170 đấy. Chị chỉ còn về đây cái là có, gọi là có 170 luôn, công hơn đổ bê tông. Ở nhà chia sẻ cho em biết ạ. Lại tụt view rồi, đang 100 lại tụt view rồi, lên nè, lên nè, lên tiếp nè. Ôi Vi ơi, à, hôm qua con nằm cạnh cây sung mà hôm nay con cháu à, tập trung đầy nhà Vi ơi. Ôi Vi ơi, à, chị bỏ em, bỏ chị bỏ em đi làm thương ngôi đất một nhà mình Vi ơi, là Vi ơi. Rồi Vi ơi, à, số em vất vả nhất trên à, đời, chỉ thương em nhất à, trên đời Vi ơi, à, Vi ơi. Mệt quá, hút điếu thuốc lào đã. Học tiếp. Chào anh Vân Nà này, chào anh Duy Mừng này, chào chị Thủy Tiên này, chia sẻ cho em Vân này. Chị xin em, xin em cái gì chia sẻ giúp em Vân đi bán hàng phong thủy đây này, hàng Việt Nam chất lượng cao của cô Vân người mẫu Thanh Thanh Hằng, hơn cả Thanh Thanh Hằng đây ạ, cả nhà chia sẻ cho em Vân đây ạ. Em Vân người mẫu đây, 1m7 mấy là chân dài 1m1 đây, Thanh Thanh Hằng, Thanh Thanh Vân đây ạ. Chia sẻ người mẫu Vân bán hàng đeo vòng phong thủy đây cả nhà. Con này chuyên tắt đèn mờ nhau. Chào anh Song Sinh Nguyễn. Bà Loan này đuổi ra ngoài rồi, đuổi rồi cả nhà. Chia sẻ cho em ạ, tại vì là nhà em đang Hà Nội đang dịch Covid, chúng em ở nhà để bán hàng phong thủy, kiếm đồng ngân đồng xuyến thì để xong dịch xong để con đi lễ cha đây mẹ, lễ mế. Chào chị Khánh Ly chia sẻ cho em nào, chào chị Nguyễn Vi là, chị Nguyễn Vi chia sẻ cho em nào. Chị Vi xinh gái chia sẻ cho em và cô Đồng Tâm nào. Gọi hồn xem bói, gọi hồn cao tay, tối nay gọi hồn có Facebook luôn cả nhà. Chia sẻ cho em bấm một like cho em xem bói có Facebook, gọi hồn có Facebook. Chiêu hồn liệt sĩ mở phủ giá rẻ bất ngờ, trả góp các loại luôn cả nhà. Chia sẻ giúp em mẹ có chứng minh thư thì em mở phủ, chứng minh thư sổ hộ khẩu thì em mở phủ ngay cả nhà. Đang chia sẻ để im chia sẻ. Ok, chia sẻ giúp em ạ, chứng minh thư sổ hộ khẩu thì em chia sẻ, em mở phủ được. Chị Vi biết quần của ai hay không? Mặc nhập đấy, con này mặc quần của một con mặc áo, con mặc quần. Cô Vân ơi, sinh năm 1984, đeo màu gì? Đeo màu 84 là mệnh kim nhỉ, đeo màu trắng, đây màu trắng, trắng hoặc màu xanh này. Này, xanh này, đẹp mê ly cực kỳ, em không phải là phép, nhưng mà tay em dùi đục này, em đeo còn đẹp huống chi là anh Song Sinh Nguyễn. Đẹp mê luôn, ly luôn, anh chỉ cần gửi em số điện thoại cái mai anh đeo vào. Đi đến đâu người ta nhìn đến đấy. Tại sao là có một cái vòng phong thủy nó lại đẹp như thế này, chỉ có của cô Vân mới có, không có ai có, người nào của chiêm bao là vậy. Ai còn ngứa quá. Người làm sao của chiêm bao là vậy, người em nó như thế là khúc nào ra khúc ấy, ngông một tàu đi Cà Mau thế này thì phải. Cái vòng của em bán nó phải đẹp, chào anh Nguyễn Hồng Quân nhá. Ôi dồi ôi, Yến Soi ơi, chuẩn bị mừng thọ lên nơi để xem về. Đừng nhầm quần chị nhá. Ok chị Vi, ok đừng nhầm chị, mình là con gái phải ok. Thế thì chị xong sinh nguyện, chị xin sinh nguyện mua một cái này này. Cô nào chồng bỏ chồng chê đi nhâm quý giáp mà đeo mua một cái vòng phong thủy này thì chồng mê cả đời. Cô nào tóc ngắn ngang vai đeo cái vòng phong thủy, tóc lại dài đến tận gót chân, đầu em tóc ngắn lắm này, em đeo cái vòng và tóc dài như thế này đây, buộc rồi đấy, tối nay là dài đến gót chân luôn đấy cả nhà. Cô có gọi hồn liệt sĩ không, cậu có nói qua với không con? Em A-di Đà Phật, em làm mô A-di Đà Phật, em làm mô A-di Đà Phật, em bảo thế chị lại tưởng thật tin nè. Cậu Vân vui tính, chào anh Xuân Hào Điện nhá. Này chị em ơi, sao? Nay 14 mai đã là rằm, ai muốn ăn đoạn thời, nắng lên đền mà ngủ với cô Vân. Thế các già lên chùa từ bao giờ nhỉ? 14 giờ. Ấy thế mà màu tối mang tiếng lặng lờ, đỏ đưa cầm gió, tôi lên chùa từ 13.
Vân ơi, em bị cơm hô tôi mở phố chị có mở phố nhỏ không chị? Ok, gửi chứng minh thư với sổ hộ khẩu này chị mở cho nhá. Giành quốc thắng. Tâm lấy máy của Tâm gọi cho con Lan đi cho nó nghe máy á. Cả nhà thông cảm với em là này này, dịch cũng nghỉ, lô đề sổ số kiến thiết cũng nghỉ, quán ăn cũng nghỉ, tạp hóa cũng nghỉ, cho nên không có thời gian nào, cho nên em chỉ có ảnh cách Chiến ơi, 0974 0974 286 231. Chị Song Sinh Nguyễn, yêu nhất chị 1984 nhé, ghi 1984 của chị Song Sinh Nguyễn vào, yêu nhất chị xinh gái nhất Facebook hôm nay luôn. Em cực kỳ thực sự với chị là em yêu chị không có đường nào mà tả nổi, em sẽ đành phải tự thưởng em được thuốc lào đây. Con này đau cả bộ mẹ răng. Không nghe. Gọi ông Quỳnh thế này. Không kết bạn. Đây thôi. Một cô Lan ơi có chuyện rồi. Là đâu. Ok, Dương Hùng là về cho hội chị nhá. Chào thầy chùa Phúc Hải này, chào anh Đinh Đức Công này. Nghe máy đi vậy. Chia sẻ chú em, chào 105 người đang xem, chia sẻ chú em một cái vòng phong thủy của em mê ly cực kỳ đẹp, dã man, đẹp tàn bạo, đẹp từ trong nhà đi ra, đẹp từ trong ngày ngã ba ngã bảy đẹp về, đeo cái vòng phong thủy của em thì cực kỳ xinh luôn. Cảm ơn anh Đinh Đức Công rất là nhiều. Chị Nguyễn Nhàng có xuống nhà lấy hàng thì có khuyến mại chút. Thế có thấy con chùa ok luôn, chị Nguyễn Nhàn chị xuống được OT ok luôn, chị xuống ngàn mua 1 tặng 2 nhá. À mua 1 tặng 1 có 1 tặng 2 chết lỗ. À, ngứa quá chị ứng rồi. Mình chia sẻ là một nhóm rồi xong xin nữa. Ok. Con này nói đi, người ta đi uống một nước. Cả nhà ơi, chia sẻ cho em lên hội nhóm đi để tặng mua bán vòng phong thủy nào. 169k một vòng phong thủy. Uống. Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Ok. Ok anh ơi. Ok anh Tây Tây Tàu Tàu gì nhá. Cô ơi xem cho con một mới. Cả nhà chia sẻ giúp em với ạ. Chia sẻ giúp em vòng phong thủy của em trị giá tối anh vào chơi nhá. Ok tối vào chơi nhá. Cô ơi xem cho con với em có xem bói đâu, mua 1 tặng 1 thì tính tiền 3. Ok, mua 1 tặng 1 tính tiền 3. Chào anh Trần Công Biên. Mua 2 tặng 1. Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Ừ, đúng rồi. Ok. Nào, xuống bim bim đây cả nhà, chia sẻ giùm chú cái em thâm đen này, em vẫn phải ăn đây cả nhà, ngắn bé này thôi đấy. Các cháu chia sẻ cho vào nhá, chào chị Hồng Kông không? Ừ, chia sẻ qua đó. Anh nhỏ ăn không? Bim bim ăn không? Vâng. Ăn ở đây suốt cũng mệt quá. Chia sẻ với em ạ, vòng phong thủy của em cực kỳ đẹp. Sao con vẫn chưa nhận được? Thôi khẩn với mai bây giờ được. Cô Lô La đang cấm đường. Giao hàng nhanh thì chết rồi. Giao qua thư điện này. Bao nhiêu người nhận được rồi, Huệ chưa nhận được, chắc gọi không nghe máy lại. Chào anh Nguyễn Đức nha. Chào Nguyễn Đức này. Chào anh Hoàng Tâm này. Chia sẻ giúp em mẹ vòng phong thủy của em trị giá 169k một vòng, cực kỳ đẹp luôn, mê ly luôn. Chào 78 người đang xem. Đeo từ chân đến đầu luôn, đẹp cực kỳ. Hóng vòng. Hóng vòng vòng cực kỳ đẹp. Chào anh Đại Thu Hải, những vòng của cô Vân thì cực kỳ đẹp, không ở đâu đẹp bằng vòng của cô Vân. Người chiêm người chiêm bao của anh thế nào? Người thế nào mà của chiêm bao là vậy đấy, ví không biết ví mà. Người ra sao của trên bao là vậy. Ok Huệ Khẩn nhớ, mai là có Huệ Khẩn nhé. Chuẩn bị nay đêm nay thức trắng nhé, trang điểm và nhận vòng nhá. Phải trang điểm thật xinh, gắn mi gắn mỏ vào để nhận vòng mới nhá. Đeo vòng mới đi khoe khắp làng khắp nước nhé. Xã trên xã dưới, xóm trên xóm dưới, vòng của cô Vân Vlog nhá.
chia sẻ giúp em mua một cái vòng nhá. Đi đâu khoe cho em là vòng của cô Vân Vlog này. Cô Vân Vlog là chúng em lấy uy tín nhá. Chị tôi là tôi, mai là nhận được vòng nhá. Chị Lịch nhá, chị Lịch xinh gái nhá. Chị Lịch xinh gái mai là nhận được vòng rồi nhá. Cô Vân bán hàng duyên quá duyên luôn. Ok cả nhà, ô rồi 1, 2, 3 hàng. Chia sẻ. Đừng đúng đâu rõ. Chia sẻ với em cả nhà nhá. Em Vân bán hàng cực kỳ duyên luôn. Mai tối lên em Vân lại bộ khác, các em cất kiểu bộ luôn cả nhà. Chia sẻ giúp em nhá. Mai áo the khăn xếp luôn cả nhà. Chia sẻ giúp em mà lắm quá. Ôi trời ơi, lắm quá con lắm. Tối nay quấn được là áo the. Ừ. Cô Vân bán hàng duyên quá duyên luôn. Em bán hàng cũng duyên, còn ai duyên bằng em nữa, ngố quá cả nhà. Đang bụt phát rồi. Phúc Xuân ơi, Phúc Xuân có muốn lấy chồng không thì mua vàng, mà không lấy thì thôi. Hay là muốn đi quy ra thì đang chuẩn bị có khóa đi quy đây. Chào anh Hiệu Đoàn nhá. Cả nhà chia sẻ giúp em ạ. Chào anh Hiệu Đoàn này, chào Phúc Xuân này. Chia sẻ giúp cô Vân để bán hàng phong thủy vậy ạ. Bán hàng phong thủy có 169k một cái, cậu gì mà không mua vậy. Từ nãy giờ nói bọt mồm bọt miệng được có vài cái vòng. Vòng của em 1, 2, 3, 4 đơn. Ôi dồi ôi. À thì nói được 2 cái 5, 6, 7 đơn. Ôi dồi ôi, bán là thì chết. Bảo cô Cường lộ mặt đi, anh Thái bảo này. Bảo cô Cường lộ mặt đi, nhanh lên. Tất cả Facebook. À là Thái. Mua vòng là lấy được chồng, không mua vòng được Thái là... vẫn còn nguyên. Còn là chịu, là chịu đấy. Thái vẫn còn nguyên, chưa mất. Đây, Thái vẫn còn nguyên đây. Thái đô kè. Thái đô cờ le. Ôi dồi, cực kỳ may mắn luôn. Chỉ được may mắn để sẽ đến. Chào anh Hiệu Đàn nhá, chào Thái, mua cho em gái anh đi. Hello Thái nhá, đây cô Cường đây. Thái vẫn còn nguyên. À là Cường ơi. Cả nhà còn mua Trinh. Cả nhà mua vòng ủng hộ cho bọn em đi nào. Đại diện cho thần thánh anh nói thế. Bọn em đại diện cho thánh thần, đại diện cho đình thần Tam Tứ Phủ nhá. À, bán vòng để cầu may mắn, cầu thần linh ban phước cả nhà. Cầu cho quốc thần. Em mang theo đạo Thiên Chúa. Ôi dồi. Lạy Chúa đã ban cho chúng con mà nhiều điều vô cùng. Amen. Chào các bá, các dì. Anh Thức ơi, mua vòng lông tỷ cho em đi anh Thức ơi. Chào anh Quang Thắng này. Thái còn Trinh không? Hôm nào cũng xem cô Vân. Ok anh song sinh, chị song sinh Nguyễn. À, chào chào anh Tiến Đạt. Anh Tiến Đạt này, mua vào phong thủy cho em nào. Chào tôi anh Quân này. Chẳng thích nói với ta cái gì cả. Khổ thế còn Thái. Vào phong thủy cho em đi ạ. À. Amen. Lạy Chúa. Lạy Chúa tôi. Tối nay tất cả phải ngồi trong đọc một bản đi. Rồi có vợ cơm ấy. Ôi thế này tóc nó không dối. Gốc. Đúng là lập thụt đấy. Cậu Cương ở lập thụt à, lập thạch phải không ạ? Chị Lưu ơi, em thương chị Lưu nhất trên đời. Chị Lưu ơi. Bán người không em, có bán anh ơi. Anh Quân ơi, anh mua em hay là mua con lẻ? Hai con anh chọn con nào nè, con nào chồng bỏ chồng chê anh Quân có lấy không? Chúa tiên, Chúa trên cao ban ơn cho mấy thú. Ok, Chúa này, Chúa thương chúng em lắm. Chào chị An Lạc này. Chào chị Nguyễn Lâm Phương này. Xin chào các em yêu. Ok anh Thức đẹp trai, anh Thức đẹp trai ơi. Chúc anh một buổi chiều an lạc hạnh phúc nhá. Thân tâm thường an lạc, tịch bệnh tiêu trừ nhá. Em đang bán vòng phong thủy, anh phải thông cảm cho em nhá. Chỗ này hơi cơ này quá, đội tóc này giống con gái này. Ok Huệ Khảnh này. Anh Tiến Đạt rồi, anh mua em bán cho anh luôn này. Em cung đức là không lấy tiền này. Ôi và theo dõi Facebook của anh nhiều lắm rồi nhưng mà không dám nhắn tin, lại bảo là em Vân thấy sang bắt quàng làm họ. Ôi chào ơi chị Lưu ơi, chị bỏ em khăn mùi xa để làm đội mặt. Đâu rồi? Đây có. Ôi chị Lưu ơi, hôm qua chỉ còn nằm cạnh cây sông mà hôm nay con cháu tập trung đầy nhà Lưu ơi. Ôi chị Lưu ơi, thần tây vang đất tiếng thần. Hôm nay chị Lưu này bác ở là tham ma chị Lưu ơi. Chị Lưu ơi, hôm nào chị xuống đây nhá. Chào chị Ngọc Bích nhá. Ủa mệt quá. 223 vệ sinh. Chị Tiến Đạt ơi, 223 vệ sinh, hôm nào lên chị Văn chơi nhá. Xin lộc nhá. Chào anh Hiếu Trung nhà, vòng đá hay vòng nhựa? Con mụ Lưu này vòng người ta vòng đá cực kỳ, đá xịn hẳn hoi. Đá mắt mèo nhá. Đá mắt mèo, mắt hổ, mắt trâu, mắt bò, các loại mắt luôn. Ừ.
Hôm nào hết dịch chị xuống. Ok. Cường đang tăng sướng tăng sóng. Em quay TikTok. Ok, em nào hết dịch xuống nhá. Chị đừng có mang Covid trong nhà em mà được, em đang cách ly. Bảo cùng live stream đi, bao nhiêu một chiếc? 169k. 169k một chiếc ơi. Mua đi con Lưu ơi. Mua đi bán thượng mua đây. Mua. Bán thượng mà mua. Hay xin lộc không? Có xin lộc chứ. Xin lộc thường xuyên. Tiến Đạt ạ. Gì cứ lên chị, lộc lúc nào cũng có, lộc âm, lộc dương, đặc biệt lộc dường, lộc chiếu. Nhường luôn phòng cô dâu chú rể này cho gì luôn. Chào chị Trang Tây nha. Chào chị Trang Tây nha. Có mắt người không? Có mắt người thầy ạ. Nhưng mà con bao nhiêu lần con nhắn tin thầy có trả lời đâu, có con đâu. Khổ quá. Tình cảm tụi này đi xuống quá thầy ạ. Chào già Minh Tuệ nhá. Tiền đâu mà mua bán tượng mà mua. Bán chị Chín mà. Quẩy hết rồi, bán một chị. Đang quẩy hết cái quẩy rồi, đang ốm này. Ăn gì phải đẹp chuối phải đẹp. Ăn chuối cũng đẹp chút hay các em. Chuối này đéo bác còn vọt nhỉ. Chuối các em chị xinh quá thiêu ô tú. Cảm ơn anh Quang Thắng. À được. Nghề của em là ăn chuối mà chị bảo sợ không. Giang mua rồi. Cảm ơn anh Minh Tuệ nhé. Ốm mà ăn chuối to thế. Chuối to lắm cậu ạ. Rồi mẹ nó xoan. Trang mai có hàng. Hôm qua chị còn đọc bảo nghe đài mà hôm nay chị đã nằm dài trong quan. Hôm qua chị còn đọc báo nghe đài, hôm nay chị đã sóng xoài ra đây. Hôm qua còn nằm phạt gỗ lim, hôm nay em đã trồng chim lên nà rồi. Em ơi là em ơi. Cường cô bông cười cười hang ăn cuối hang ăn mê hê rồi. Mê hê với chuối cái nào cũng ăn nhưng mà chuối vẫn là chính. Hôm sau vẽ cái nốt chuối mẹ ra ok vẽ đi tia to lên. Ok, mai con vẽ cái nốt chuối to luôn. Dùng xoan tối ăn chuối cho bổ chuối này, chuối này chuối cực kỳ to luôn. Lại không phải nói phét nhá. Dùng xoan tốn lắm. Ăn gì bổ nấy, con mụ Huệ Khảnh cũng máu gớm đấy nhỉ. Khiếp. Lại đây này Huệ Khảnh xuống đây chị cho hộp sữa nhá, uống sữa cho bổ sữa. Không có lại bảo là không có sữa để con bú không đủ chất để quật quẹo. Em dạy thì thành công. Phiên bản tầm cám thời hiện đại. Giống tốt đấy ạ, giống quá tốt luôn mẹ. Mai thì đông thị màu nhé thầy, mai đóng mai. Mai đóng thị màu nhé, ok mai đóng thị màu luôn. Ngứa lại ngứa quá. Hôm qua chị còn nấu cháo nấu chè, hôm nay chị đã dập xòe vui à ghê. Không biết bán được cái nào không mà nguôi chồng chẹo ra. Mà nguôi chồng chẹo ra. Ôi thầy ơi, con bán từ hôm qua nay mấy trăm nghìn cái rồi thầy ạ. Chỉ còn cho mỗi thầy mua nữa thôi chứ thầy. Con là thầy Tết thầy bán là thầy tặng bùa tặng bả thì cho bùa bình an may mắn thì thầy chả có tặng cho con đâu, còn bình luận thầy có tặng cho con đâu. Giận dỗi thầy rồi đấy. Thầy trò chúng nhau với nhau mà thầy chả tặng con cái nào. Chuyện đóng chí phèo thì nở. Ok Huệ Khảnh. Chuyện chị Tấm chị Cám hiện lại mà Huệ Khảnh ơi, Trang Tây ơi, riêng con này đứng đắn chân chuyên, một chân bước ra ba chân bước vào đứng đắn cửa chỉ, thị màu thị nở thì cái gì chị cũng chơi tất. Con mụ Kiều Huệ lại vào, con mụ Kiều Huệ lại vào, sợ thật. Nào uống sữa đi. Chị Vân ơi, chị khóc hay quá.
Chào anh Tô Đăng. Chào anh Tô Đăng. Đấy, em chuyển bài nhá. Sợ quá. Sợ gì, người ta đứng đắn cử chỉ này. Cậu đệ nhất phép thanh thầy thì chi? Phật thánh thì thầy chỉ là vãi chùa thôi kiếp. Thầy là vãi chùa thì gớm. À, bạch thầy con không ấy thì con cũng đi tu, nhưng con sợ đi tu thì cả chùa chửa. Thì con không đi, không thì con nhờ thầy xuống tóc lên. Khóc mẹ chồng đi, không biết khóc mẹ chồng, sợ quá. Con mà đi tu thì cả chùa chửa tắt, chứ con không đi đấy, còn đây là con thành tâm đấy. Đứng đắn, người ta đứng đắn cử chỉ chân chuyên đấy. Ôi trời, mệt quá, mẹ bán hàng hai bộ, hai buổi xong ung thư. Mẹ bảo mẹ, thật bán hàng vài buổi này thì ung thư quá. Lăm rơi rồi các gái, nấu cơm đây. Đang nói rồi à? Tránh dịch vui phết nhỉ. Ở nhà tránh dịch vui lắm anh Trần Văn Thanh ạ. Nấu cơm đây, nấu cơm này, amen này chúa nào. Tập một tắp vợ nào không có. Các kiểu màu, các kiểu loại, loại gì chị cũng có nhé. Tối nay chị sẽ làm quả nào để livestream nhỉ? Khăn xếp áo thê. Không, khăn xếp áo thê lại nói rồi. Tối nay hai đứa là một đứa cụ ông cụ bà. Một thằng hai bộ mừng thọ đỏ ấy. Tóc đẹp cực kỳ luôn. Hôm qua thầy ăn bật cháo gà, hôm nay thầy đã bỏ nhà theo Loan. Bỏ nhà theo Loan, Loan nó thôi bỏ, rồi bỏ tới chỗ tôi mặc quần này hở ống. Bán hàng này tốn nước, nó nhiều không để cho mọc ra nó ung thư virus hỏng vòng họng vào. Con ung thư đấy, con sắp ung thư rồi, thầy về dẫn lộ cho con nhá. Sao cô Vân không bán thêm thứ khác nữa? Bán thêm thứ khác chẳng hạn như Berkser. Bố chân. Em nói thật là riêng ngày nghỉ này này chỉ có bán thuốc tránh thai thôi, chả có loại gì nữa. Thế chị khóc gì, ghê đi, khóc kiểu gì, khóc được cái gì đâu. Khóc thầy Hòa một câu nha. Ôi thầy ơi, hôm qua còn chuông trống sập sình, mà hôm nay thầy đã nằm bất thình lình trong quan. Ôi thầy ơi, hôm qua con chuông mơ mơ, mà hôm nay con lại đứng đầu ngõ viếng thăm thầy ơi, thầy ơi. Vài câu thôi. Vậy nào. Ôi dồi, cái loại này bọn này mệt lắm. Còn cái gì nữa, bán nốt đi con mua ấy. Cảnh thầy không phải trêu chúng tôi. Tiếp vào trong phòng cái mùi ấy. Mùi gì? Lào. Mùi này là chim đây, nên đứng đây làm gì. Ôi trời ơi, không đến lượt khóc đây. Con sẽ đến khóc. Thích nghe chị khóc, ok. Anh chén cho mời em con nữa. Tôi mời cô khi nào? Hay là anh Tiểu mời em, kêu em? Không bao giờ. Chính xác hay không mời? Không. Chính xác? Không. Có cái thằng mất dạy nhỉ, cái thằng dữ dằn nó mất dạy. Cơm điếc mà sáu chuyến ăn miêu nói hết mất dạy thế đấy chứ. Hay anh ta đây có mời đâu mà mày bảo nó mời tao sang cái này thì em sợ. Năm rưỡi nghỉ đi. Năm rưỡi rồi. Con vẫn đang 98 người xem. Để khóc chứ không khóc là cả nhà mua vòng cho em đi à. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy các chị em đây. Sám hối lạy ngài lại vạn lạy trăm hai hối em lạy Facebook vạn lạy để thần Facebook cái chi đà Phật để cho chúng em bán hàng con này làm cơm à. Ừ. Chị ơi em thương chị quá, chị nấu cơm cho em ăn à. Cơm nổi đi kia chị ơi. Thông tâm nhỉ. Thầy Văn giờ xin lỗi. Lỗi từ lâu rồi, rồi từ năm 19 lâu lắm bây giờ mới biết à. 1900 lâu. Được rồi. Em bán hàng à, lỗi tiếng lâu rồi, các kiểu loại chửi cha không bằng pha tiếng các loại rồi, chửi nhau à, liên tiên miên. Chị ơi, chị ơi. Ôi chị ơi, là chị ơi, à, số em mất và chân à, chuyên. Em là phần gái em chả nói được câu à, chị ơi. Hôm nay em bán hàng vắng thì chị à, mở hàng cho chúng ai em chị ơi, chị ơi. Chào anh Quang Vĩ này. Mai thì có ship, mai ship rồi. Chào anh Quang Vĩ này, chào Khánh Nguyễn này. Ôi bà ơi, là bà ơi, đây chị đây Khánh ơi.
tắm luôn mà sạc này, phải dự phòng. Ơi bà ơi, là bà đây. Ở đây mà nằm lại ra đấy làm. Đi nấu cơm. Yeah, nấu cơm. Các bạn nửa nồi. Nấu cơm được nồi, ăn nửa nồi. Nhà cháu toàn người bé, cả nhà một đứa tạm một đứa 97 cân, một đứa 80, có hai chúng em là bé nhất. Bà đang khóc tổ. Nay dỗ tổ, thì đây này khóc tổ đấy. Thôi cả nhà em chào cả nhà, em tắt livestream rồi, tối em livestream cực kỳ hay luôn, cả nhà phải hóng em 8 rưỡi tối em bắt đầu livestream nhé cả nhà nhá. Em bận gọi hồn qua mạng. 8 rưỡi tối em gọi hồn qua mạng, cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Em về em rồi em tẩy trang cái đã. Cô đi tẩy trang cả nhà nhé. Chào cả nhà.